Cái vai diễn này sinh ra để dành cho em. Tất cả những cái mà quý vị khán giả comment ở trên các mạng xã hội thì gần như là Tú và anh nào đều đọc hết. Xinh nhưng không có xấu. Phải nhai cao su hay phải đi đánh răng hay gì cái đấy là cái đấy không bao giờ nghĩ đến. Và được nhận dự án này em lại tâm thế khác với anh Tú. Vì em rất là hy vọng. Vâng, em hy vọng mà em bị áp lực ấy. Nên là khi mà mình nhận vai mà những cái vai mà tuyến chính mà nếu mà mình làm không tốt thì tất cả cái sự hy sinh của cả đoàn phim coi như là mất hết. Là em cứ áp lực, em lo. Nhiều khi là cũng nghĩ là nếu mà không dám khẳng định là mình có làm tốt hay không, chỉ cố gắng làm sao cho làm hết sức mình thôi, làm hết sức gì có thể cố gắng được bao nhiêu cố gắng hết sức. Và trong cái quá trình mà em quay phim ấy, chưa nào em dám ngủ trước 12 giờ. Và lúc nào em cũng phải đọc kịch bản, phân tích rồi nghĩ xem là liệu mình làm như thế có đúng không, lên set làm với mọi người, gặp ông bà các anh mọi người xung quanh nữa. Nếu mà mình mà không nắm chắc được tâm lý thì sẽ rất là mất thời gian. Và em rất là sợ khi mà làm việc mà không hiệu quả ấy, thì là tất cả sự hy sinh của mọi người, đâu phải mỗi diễn viên mà em đâu, rất là nhiều anh em xung quanh và team nữa. Nên là cái em cảm thấy là em may. Nhưng anh thấy cái vai diễn này sinh ra để dành cho em xứng. Yeah. Rất là hợp. Nghe nhiều khi em diễn ấy, anh thấy gần như em chỉ diễn thôi. Có những cái mà kiểu câu thoại các thứ hay gì đấy anh cảm thấy rất là hợp với anh ấy. Quen tỉnh em nhỉ. Anh hiểu chị em nhiều lắm. Và em cũng nghe mọi người góp ý nhiều ấy. Và em cũng về, em cũng tìm những cái nguồn cảm hứng để cho mình. Và đọc và hiểu và ngấm dần nhân vật. Và tôn trọng cái cảm xúc của nhân vật. Thì lúc đấy mình cứ làm thôi. Còn đâu mà để bảo là kiểu như sinh ra để dành cho em hay không thì em không thể đánh giá được. Cái đấy phải được người khác nhìn vào ấy. Thì đấy là người khác, anh nhìn vào anh là người khác thì anh phải là em đâu. Nhưng mà không thì em là em cũng kiểu phải nghe nhiều. Kỷ niệm thì chắc em nhiều kỷ niệm hơn anh Tú. Tại vì là nhân vật của em thì đi nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn. Tại vì em còn cả tuyến ông bà nữa cơ. Thành ra là tính ra thì phim này em là nhân vật trung tâm nhất. Có hết từ đầu đến cuối, có nghĩa là tuyến nào em có mặt. Vâng. Còn anh thì chỉ có tuyến khi mà có em này. Đúng rồi, anh chỉ có em thì mới chỉ có anh thôi. Đúng rồi. Đúng không? Thế tính ra em nhiều kỷ niệm hơn, nhiều lắm. Bây giờ còn nói vào kỷ niệm nào nhất thì cũng khó. Vì nhưng quay mà với ông bà em cũng rất là nhớ nhá. Không đến quay với anh Tú cũng nhiều cảnh nhớ đến cả cái nhân vật bạn Lân ấy, mặc dù đến tập 8 mới xuất hiện nhưng mà mình vẫn rất là ấn tượng, rất là nhớ. Thôi cho anh cũng trả lời trước. Thì nếu mà để nhớ nhất thì khi mà nhắc đến thì anh sẽ nhớ luôn cái cảnh mình quay thác ấy. Vẫn là cái đấy thôi. Cái cảnh quay mà thực sự là quá là khó khăn và gian nan. Từ di chuyển đến bối cảnh cho đến lúc mà bắt đầu vào quay, đến lúc chuẩn bị. Bởi vì khi mà quay cảnh đấy thì các bạn phải hiểu là cái thác đấy nước nó chảy hàng ngày và nó rất là có nhiều rêu. Rêu nó bám rất là trơn và không ai dám đứng ra đấy cả. Thì trước cái hôm mà đoàn đến quay ấy thì khoảng tầm 3 đến 4 anh ở bên tổ thiết kế là đến đấy trước để xem hiện trường như thế nào và ngồi dóc từng cái rêu ở cái suối ra một. Bởi vì nếu mà không dóc cái rêu đấy thì rất là dễ trơn. Cho nên là cái sự chuẩn bị của cái cảnh đấy nó cũng đã quá là vất vả rồi. Sau đấy là khi mà đoàn phim đến, diễn viên trước khi vào quay cũng phải tập mất phải hàng tiếng đồng hồ đúng không? Chỉ là buộc dây vào người để chạy từ cái điểm này ra đến điểm này và bắt buộc phải buộc dây. Và anh đạo diễn cũng yêu cầu là phải cho diễn viên chạy 5-7 lần để khi mà quen đi đã thì bắt đầu mới được bỏ dây ra. Bởi vì cái cảnh mà chúng ta bị ngã dưới thác ấy thì có thể giấu dây được vì cái góc quay rất là hẹp. Nhưng mà cái cảnh quay rộng mà quay flycam ấy, cảnh chạy ở trên cái thác đấy thì không thể nào có dây được. Thì từ cái sự chuẩn bị cho đến cái lúc quay thì nó rất là vất vả. Thì đây là cảnh quay mà chắc là Tú thấy là nhớ nhất và ấn tượng nhất trong phim. Rốt con em thì sao? Em á? Thì cái cảnh đấy thì với em cũng rất là ấn tượng. Ông bên cạnh đấy thì em còn có những cảnh mà quay với ông bà để em biết em cõng bà Quý chẳng hạn. Ngay trước khi em cõng bà Quý là hai ngày trước hôm đấy là bà Quý đã rất là lo cho em rồi. Bà Quý lúc nào mấy hôm nữa là phải cõng bà đấy, có cõng được không, bà nặng lắm rồi. Lúc nào bà gặp em bà bảo
bà thương quá, không biết con có cõng được bà không, bà nặng lắm, lúc nào bạn như thế. Dù là thanh niên con trai rồi đúng không? Ừ. Đây kiểu liệu yếu đạo tơ. Đấy, xong rồi hôm đấy là quay quay leo đến phải tầm 10:30, có nghĩa là quay leo các thứ xong hết rồi, bắt đầu cái cảnh cõng là cảnh cuối cùng. À, bắt đầu từ tầm 10 giờ, hơn 10 giờ là bắt đầu quay cái cảnh cõng bà. Lúc đầu thì bà cũng lo, mà lo là không biết có cõng được không, bà càng bà sợ ấy, bà sợ em cõng phải ngã, bà cứ gồng ấy, bà gồng ấy. Mà cái đường lên đèn dòng đến cái bậc cao ở nó dốc ấy, xong rồi cái bậc nó cứ nhỏ lên, cảm giác rất là mỏi. Thế là quay cảnh cõng đấy là quay tất cả bao nhiêu đúng? Em không nhớ là chính xác bao nhiêu, nhưng mà cả toàn, cả chung, cả cận cũng phải rơi vào tầm 15 á. Em cũng không kịp đếm, nhưng mà trong tâm lý của em chứ phải tầm 10 đúp thôi chứ. Còn có nghĩa 10 lần cõng, lọng cộng lên 10 lần cõng. Vâng, cứ cõng. Có nghĩa là nhá, cái cơ địa của em trộm vía được rèn luyện từ ngày xưa, nên là cũng không phải là cái dạng này chứ. Yếu ớt thì nhỉ, đúng không? Nhưng mà cõng đến tầm đúp thứ 5, thứ 6 là bắt đầu em bị chùn chân, em quá là kiểu chùn gối. Nên là mọi người cũng lo, đến cái lúc đấy là tất cả mọi người là ra, chỉ cần là đưa bà Quý lên vai em và em đi, em cõng xong là phải đứng im ở đấy. Tất cả mọi người ra đỡ bà Quý xuống, nhưng không để cho em hạ bà xuống nữa, sợ em bị khuỵu ở đấy. Thì ra cái đấy cũng là một cái kỷ niệm nhớ. Rồi ví dụ như là cái cảnh với cả cái bạn ngã ở thác ấy. Thác đấy là một phần, là khi mà em nhớ là cái cảnh ngã thác đấy là cảnh lần đầu tiên em gặp bạn Quang, bạn Lân. Với hôm đầu tiên hai chị em gặp nhau, chưa nói chuyện gì cả, chưa biết như nào luôn. Thành ra là nhiều khi bảo diễn với bạn diễn thì mình cũng phải muốn làm quen trước hay như nào. Thì hôm đấy em diễn một cái, em phải nói đúng một câu trước khi diễn là tí nữa chị tát em thật đấy, chị xin lỗi em. Và cái đấy em tát em thì luôn. Thành ra sự cảnh đấy, cảnh đấy khá, cảnh đấy khá là ép phê luôn. Vâng, đấy tát em chứ không. Anh quan sát tát bao nhiêu cái á? Sao mà anh nhớ được? Anh đứng anh nhìn mà. Chắc phải tầm 5-6 cái. Nhỏ phải 5-6 cái. Chắc tầm khoảng 5-6 đúp thì 5-6 lần thôi. Mà thực ra thì em thì trong gọi là phái gọi là thực. Thật đúng không? Làm gì phải thật đúng không? Nhưng mà em biết là em luôn xin lỗi trước em. Kể cả cái hôm mà như em quay với anh Tú, cái cảnh mà em túm miệng anh Tú, em rất là có lỗi. Nhưng mà em bảo là bây giờ mà bảo em làm giả thì em không thể diễn được. Cái cảnh... Em phải xin lỗi anh Tú ạ. À. Anh Tú ơi, em xin lỗi anh nhé, nhưng mà anh chỉ thả lỏng môi ra để em bóp. Cái cảnh đấy hôm mà anh xem xong ấy thì môi anh kiểu đỏ sưng đỏ sưng hết cả lên. Thì có rất nhiều người bảo là có phải đau thật không, có phải đỏ thật không hay là tô son vào, nhưng mà thực sự hôm đấy là đỏ thật. Bởi vì Tú hôm đấy Tú xem xong đúng bảo ô ra môi mình cũng đỏ thật, tại vì em quay xong em ra em ôi anh Tú ơi em xin lỗi anh Tú, em nhìn thấy em kiểu em bị sợ luôn ấy, em chỉ sợ anh ấy đau quá như nào thôi, em không sao bình thường. Ôi, em không muốn nghe đấy. Chưa bao giờ em được nghe anh Tú cảm nhận về bạn diễn kiểu như là trực tiếp như này đâu. Chưa ai hỏi và em chưa bao giờ dám hỏi anh Tú. Bởi vì chúng ta không thể nào mà đặt lên bàn cân để so sánh được. Vì những diễn viên khác nhau nó sẽ mang lại những cái màu sắc và những cái cảm xúc khác nhau. Để nói về anh Đào thì có một cái bộ phim cũng hơi xem với cả cái tính cách của hai nhân vật. Đấy là cái bộ phim Ghét Yêu Thôi và Yêu Thì Ghét Thôi. Nó cũng theo một cái mô típ là nó cứ nhơn lên, cũng kiểu đấu đá nhau rồi cũng kiểu rất là nhố nhăng, sau đấy là yêu nhau. Thì đấy là hai cái một cái bộ phim. Và trước đấy nữa thì anh đóng những cái bộ phim nó hơi tình cảm và nó hơi kiểu lãng mạn, hơi trầm trầm hơn. Cho nên là cũng không thể nào so sánh được là mình Anh so sánh đâu đang hỏi cảm nhận. Thấy em trở trước bị anh tình nói. Trả lời đi. Tại sao? Mắt em tỉnh. Với em bây giờ nhìn lại tỉnh đúng không? Chắc đến thời điểm hiện tại thì riêng cá nhân Tú cảm thấy là bộ phim có được thành công ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực của bản thân và ngoài sự nỗ lực của ekip, đoàn phim, của đạo diễn thì cũng một phần rất là lớn đến từ các vị khán giả. Tất cả những cái mà quý vị khán giả comment ở trên các mạng xã hội thì gần như là Tú và anh Đào đều đọc hết.
Thì nhân đây có cả hai người cùng ngồi đây. Thì hai anh em rất là muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ, đã đi theo hành trình của Tú và Phương, Huy và Phương trong bộ phim Gặp Em Ngày Nắng. Thì rất là mong cũng có rất nhiều khán giả có một cái yêu cầu là Tú và Đào sẽ tiếp tục cùng đồng hành trong một dự án khác. Thì Tú cũng rất là mong sắp tới Tú và Đào sẽ có những cái dự án thật là tốt hơn nữa để gửi đến các quý vị khán giả. Và hy vọng rằng sẽ được chiêu đãi mọi người trong tương lai những món ăn thật là ngon. Chắc là hiểu Đào được khoảng tầm trên thang điểm 10 à? 6 điểm đi. Tự tin điểm 6 điểm đó. Đi. Tự tin mà. Tự tin 6 điểm đi. Em thì chắc chỉ đảm nhận 5 thôi. Tự nhận bản thân mình học nhanh hơn. Tự nhận bản thân mình. Anh Tú. Đào rất là sống mất cảm xúc. Anh Tú sợ xấu. Sợ xấu anh Tú. Không sợ đâu, xấu. Anh có sợ xấu đâu. Có. Anh chả thấy anh sợ xấu anh luôn. Anh có. Anh chỉ sợ tóc xấu thôi, anh sợ mình xấu. Mình nghĩ mai không nhớ Đào thích ăn món gì thôi, mình ghi là rượu. Thế luôn, em có uống được rượu đâu anh yêu thế. Em bán rượu mà. Nhưng có đúng không? Không. Ok, không đúng. Biết đấy, không hỏi hiểu chấm, đâu. Em hỏi chấm. Đây mình còn tại vì em thấy món gì anh cũng ăn ý. Kìa. Không có ai hết. Không có ai thật luôn. Thật mà không ai nè. Ơi, mấy điểm rồi. Hay treo ạ. Xinh nhưng không có xấu. Ok. Kéo quá. Em thì thấy bọn em học thoại thôi, tại vì mỗi cái cảnh mà kiểu như cú street thì bọn em đều trước đấy đều là kiểu không khó lường ấy. Mình cũng biết là không làm gì cả, bởi vì chỉ lúc ấy chỉ tập trung vào học thoại, cảm xúc và mình diễn cái gì thôi, chứ không kiểu tập trung là phải nhai cao su hay phải đi đánh răng cái gì, cái đấy không bao giờ nghĩ đến. Thì em học thoại. À thế à? Chết rồi. Chết rồi, cảm ơn anh nhá. Cảm ơn em rất kiểu anh. Hóa ra là mình hiểu nhau nhưng mình cứ nghĩ mình không hiểu.